Mạnh Tiến xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hòa chung với mùa hè sắp đến rồi, chán buôn loa kéo rồi, chán buôn micro rồi. Đây, giới thiệu với anh em hôm nay để mình giới thiệu hai cái tủ lạnh. xin lỗi các bác, là hai cái tủ lạnh. Đây là hai cái quạt làm hơi nước đấy, một con là 40 lít và một con là 60 lít. Đây, hàng này thì nhập khẩu chính ngạch, phun hóa đơn VAT, hóa đơn đỏ cho các công ty. Đây thì chiều cao như các bạn đã thấy, mình cao 1m75, thì các bạn tự đánh giá này nhá, khoảng 1m4, 1m5. Bên tay phải mình đây là cái này nó ghi hết thông số thích vật ở Việt Nam này. Ares Pro này, có giảm ồn này. Đây con này là khoảng 40 lít này. 40 lít và 60 lít. Đây nó thông báo luôn. Cả quét mã vạch các bạn check chính hãng là mát. Cửa gió thì đa chức năng. Đây, cửa gió đa chức năng, cái này bật điện. Phím chỉnh cơ, đây có nút điều chỉnh gió này. Đấy. Cái này thì mình thấy hay ở một chỗ là năm ngoái mình có về quê thăm bố mẹ ở quê, thì bố mẹ mình ở quê thì mùa hè nóng mà không sử dụng điều hòa vì sợ nó nóng, thì cũng có một cái điều hòa cái quạt gió như này, nhưng ở bên trong thì nó lại không có gì. Đây là toàn bộ bên trên bằng mặt đá tráng gương quý vị. Đây mình vào xem đây. Đây thì nó là toàn bộ là bánh răng, bánh xe. Đây các bạn có thể, đây mình vứt xuống đây cho các bạn xem, các bạn lắp vào dưới này đấy. Cái này thì bán chủ yếu là bán đại lý đấy, chứ mình không bán online mấy nhá anh em nhá. Đây cái này là mình đựng đá này, mình cho nước vào tủ lạnh, đựng đá để đá vào đây này. Đây bên trong này thì có cả sách hướng dẫn sử dụng này, phiếu bảo hành của Ares Pro chính hãng này. Đây Ares Pro chính hãng đây đấy. Quạt gió các bạn sử dụng dễ rồi, cho đá vào đấy, cắm điện thôi, cắm điện lên là bật nên là xài thôi. Đảo gió này, quạt gió này rất đơn giản thôi. Và cái giá thành của cái loại này thì mình nói thực sự với các bạn là giá rất là mềm. Giá thì cực kỳ rẻ. Anh em nào hay đi massage bằng đúng hai vé VIP. Vé VIP đấy, rất là rẻ thôi, hơn 2 triệu đồng anh em ạ. Đấy, giá cực kỳ rẻ cho anh em. Giá này thì đây, ở đây nó ghi này. Hướng dẫn sử dụng máy làm mát không khí AZ Pro 9600-9500, là một con 40 một con 60. Đây nó ghi rõ 9600 là con cao kìa, con này là con 40, con kia 60 lít này, cấu tạo máy này, nguyên lý hoạt động này, đấy vệ sinh về bảo dưỡng này. Nói chung là cái loại này rất sử dụng rất là dễ. Khi mà đóng gói, đây cái này là bản Việt Nam cho anh em. Các bạn hay thấy ở trên thị trường rất nhiều hãng, cái này bản Việt Nam thì ở đây là nhà sản xuất người ta đã in toàn bộ và hướng dẫn, gần như là hướng dẫn rất là dễ sử dụng rồi. Cho các bác nào ở quê già có sử dụng, cắm điện vào mà xài, không biết sử dụng thì đây. Còn hai em này các bác cực kỳ dễ sử dụng các bác nhé. Đấy thì vừa rồi là mình giới thiệu qua hai cái quạt làm mát này mới về bên Mạnh Tiến. Các bạn nào thấy hay cần mua hay là cần đăng ký về cho đại lý nhà mình ở tỉnh thì liên hệ ngay với Mạnh Tiến các bạn nhé. Xin chào.